Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tam Biên, quyển 1, tập 4. Tổ Ấn Quang dạy phải chú trọng chí thành cung kính. Pháp thế gian hay xuất thế gian đều lấy lòng thành làm gốc. Hệ có lòng thành thì cảm được thánh ứng, không có lòng thành thì do không cảm thánh sẽ không ứng. Ví như mặt trăng rạng rỡ giữa bầu trời, hiền bóng trong muôn sông. Nếu nước đục ngầu sao động, bóng trăng khó thể hiển hiện được. Do nước gây nên như thế, đâu phải lỗi của trăng. Vì thế nói, muốn được lợi ích thật sự nơi Phật Pháp, ắt phải cầu từ nơi cung kính. Có một phần cung kính, tiêu được một phần tội nghiệp, tăng một phần phước huệ. Có 10 phần cung kính, tiêu 10 phần tội nghiệp, tăng 10 phần phước huệ. Nếu không cung kính thì chỉ kết được cái duyên xa, khó được lợi ích thật sự. Nếu còn khinh nhường sẽ mắc tội vô lượng. Trích lời của Tổ Ấn Quang khuyên người đọc sách. Độc giả cần phải chú trọng cung kính, kiên thành, khiết tịnh, lắng lòng suy nghĩ lãnh hội thì vô biên lợi ích sẽ đích thân đạt được. Nếu như khinh nhờn sẽ mắc tội chẳng cạn. Nếu chẳng muốn xem, xin hãy tặng cho người khác, đừng cất trên gác cao. Lại mong độc giả xem xong sẽ lập đủ mọi cách để xoay vần lưu truyền. Ngõ hầu hết thảy đồng bào trong hiện tại lẫn vị lai đều cùng thoát khỏi đường mê, đều cùng lên bờ giác. Trân trọng cung kính pháp bảo. Tổ sư Ấn Quang dạy 10 điều cung kính khi đọc sách. 1. Lúc sắp mở sách ra đọc tụng, trước hết phải nên phát tâm cung kính như gặp được khách quý, như đối trước bậc hiền triết. Ngõ hầu luôn luôn ngộ nhập được dụng ý sâu xa của tác giả. 2. Lúc sắp mở sách ra đọc tụng, trước hết hãy nên phát tâm chí thành, thốt lời khẩn thiết khen người tác giả, vần tâm cú thế vui mừng mình đã hữu duyên được đọc. 3. Lúc sắp mở sách ra đọc tụng, trước hết hãy nên rửa tay, xúc miệng, đặt sách lên bàn sạch trong văn phòng sạch sẽ, rồi mới mở ra xem. 4. Lúc sắp mở sách ra đọc tụng, trước hết chỉnh đốn quần áo, ngồi ngay ngắn một lát, sám hối hết thảy những ác niệm, ác ngữ, ác hành như ganh ghét, khinh mạng, kiêu cuồng, vân vân. 5. Lúc đọc hễ ngộ nhập được một câu một chữ, đều nên khởi lòng hoan hỷ lớn lao và tùy thời ghi chép những điều tâm đắc, đừng bỏ mặc cho quên mất. 6. Lúc đọc hãy nên nghĩ rộng rãi về ý nghĩa, thoạt đầu dùng sách để nhiếp tâm, tiếp đó dùng tâm để chuyển nghiệp, cuối cùng tiến tới tâm niệm không ngừng nghỉ thực hành, khuyên dạy rộng rãi để chuyển thế giới ngũ trược thành thế giới cực lạc. 7. Lúc tâm khởi vọng niệm, hãy nên cung kính đặt sách xuống, tạm ngừng đọc. 8. Đọc xong hoan hỷ, theo đúng pháp vân làm, hãy nên thường khởi lòng hâm mộ tâm hoằng pháp, tận lực bắt chước làm theo. 9. Đọc hết bộ sách xong, hãy nên nghĩ kỹ rộng rãi xu hướng trong xã hội hiện tại để nhiếp hóa rộng lớn, ngõ hầu điều lành được lưu truyền. 10. Đọc hết bộ sách xong, thấy được những chỗ có thể tuyên thuyết phù hợp căn cơ, liền vì người không biết chữ mà phương tiện diện nói rộng rãi để tạo lợi ích lớn. Lá thư số 32, thư trả lời Pháp Sư Minh Đạo. Ông muốn bế quan ở Linh Nham thì Sư Chân Đạt đã chấp thuận rồi. Đấy lại là cơ duyên tốt đẹp không chi bằng, nhưng phải toàn thân buông xuống hết, cái tâm bộp chộp
vọng động, mong gấp được lợi ích cùng buông xuống luôn thì sẽ tự được lợi ích. Nếu không, chỉ sợ thấy bị ma dựa. Phàm những kẻ bị ma dựa đều là do tâm bộp chộp vọng động mà ra. Sư Chân Đạt quả thật đã thành tựu sự bế quan cho ông. Hãy nên nghĩ báo ân, đừng vọng tưởng làm bậc đại thông gia may ra sẽ được tâm tương ứng với Phật. Chẳng cầu làm bậc đại thông gia mà lại có thể làm bậc đại thông gia, đấy gọi là vô tâm mà được, có tâm lại đâm ra bị mất mát. Nghị lý trọng yếu trong Phật pháp chính là tâm không chấp trước. Nếu đã sẵn mang lòng chấp chí cứng, cầu đạt được đủ mọi cảnh giới, lợi ích là đã ươm sẵn, cái họa bị ma dựa. Nếu trong tâm rộng rang, trừ một câu Phật hiệu ra không có một niệm nào khác thì được, may ra sẽ chứng đắc vậy. Lá thư số 33, thư gửi ông Đoàn Chấp Chánh. Vốn khâm phục ngài đức sâu dày, hiểu biết chân chánh rạng rỡ, hiện thân làm quốc chủ để hành truyền Như Lai, hộ trì Phật pháp công đức khó lường, dõi theo tiếng tâm vui mừng khen người không thể nào diễn tả được. Nghe nói gần đây Bộ Nội vụ sắp thuận theo lời thỉnh cầu của Tiết Đô trưởng ban hành điều lệ đăng ký tài sản chùa biếu. Trong ngu kiến của kẻ ở chốn núi non rậy bái, chồng nghĩ làm như vậy không nên. Phàm là người có lòng nhân thì chẳng thực hiện những pháp hà khắc quấy nhiễu dân. Huống chi tài sản của chùa miếu vốn để cúng dường tam bảo, quả thật là phước điền cho chúng sanh. Những tài sản tầm thường thật chẳng thể sánh bằng. Trong văn bản điều lệ quản lý chùa miếu đã tu chỉnh, được ban hành vào năm Dân Quốc thứ 10 1921, có ghi rõ tài sản chùa miếu được bảo vệ bình đẳng như tài sản của những người dân bình thường. Đã nói là cùng được bảo vệ bình đẳng, hạ nên định riêng điều lệ khắc nghiệt ư? Vả nữa, nói trên phương diện tôn giáo có lẽ cũng không nên có cái nhìn địch lạc chút nào. Điều lệ đăng ký tính áp dụng hiện thời, chuyên áp dụng vào chùa miếu, chứ không ảnh hưởng tới tài sản của giáo hội Thiên Chúa giáo, cho thấy luật lệ của chánh quyền không thật sự hết sức công bằng. Cha trong văn bản điều lệ quản lý chùa miếu đã ban hành trước đây thì lại thấy nói tài sản của chùa miếu sẽ đăng ký nơi ti hành chánh cai quản địa phương ấy. Tuy chưa nói rõ phương pháp đăng ký, nhưng đã ghi là các tôn giáo và những người dân bình thường đều cùng được bảo vệ. Như vậy thì đương nhiên cũng phải áp dụng cùng một điều lệ đăng ký như tài sản của người dân bình thường. Văn bản đã được công bố rõ ràng, sao lại vụng về dùng quy định do Bộ Nội vụ ban hành, sau này đến nỗi mâu thuẫn với mệnh lệnh trước kia. Do vậy chẳng nề màu mùi quấy nhiễu tâu trình, khẩn cầu ngài hãy rộng vận từ tâm, mau truyền lệnh cho Bộ Nội vụ bãi bỏ điều kiến nghị ấy, để dân chúng khỏi bị quấy nhiễu khốn khổ. Lòng nhân sâu đậm, ân trạch sâu dày, ấy nào phải chỉ có tăng chúng cảm kích vân đội chẳng quên, mà hết thảy chư Phật cũng sẽ đồng thanh khen là lành. Kẻ không có trách nhiệm hết sức bức rứt mong chờ ngài ra lệnh. Tăng sĩ Đế Nhàn ấn quan kính bạch. Đính kèm thư trả lời: kính trình các ngài, chúng tôi được ngài chấp chánh giao xuống một lá thư, trong ấy nói Bộ Nội vụ sắp chấp thuận lời thỉnh cầu của Tiết Đô trưởng ban hành lệnh điều lệ đăng ký chùa miếu, khẩn khoản thỉnh ra lệnh cho Bộ Nội vụ bãi bỏ lệnh ấy. Do vân theo lời phê của ngài chấp chánh đã thẩm tra ra lệnh ngưng lại. Ngoài việc tống đạt văn thư cho Bộ Nội vụ, chúng tôi còn gửi thư này trả lời, mong quý ngài thấu hiểu. Bí thư sảnh thuộc phủ chấp chánh lâm thời kính báo. Lá thư số 34, thư gửi cư sĩ Cao Hạc Niên. Thư thứ nhất: quan thợ nhỏ thiếu học vấn, lớn lên chẳng biết gì, chỉ do ở Phổ Đà lâu ngày, thường được người khác sai bảo viết lách
thay cho họ nên ghi đại lược một hai chuyện để tự mình xem. Mùa thu năm ngoái, được các hạ mang những bài viết ấy đến Thượng Hải, sao ra bốn bài luận cho đăng trên Phật Học Tùng Báo. Trộm nghĩ Phật Học Tùng Báo chính là do các vị đại cư sĩ thổi óc pháp lớn, đánh trống pháp lớn, nghĩa lý minh mông, sâu xa như trời cao đất dày, văn từ tuyệt diệu đẹp đẽ như chạm ngọc vàng rung. Xếp văn của quan vào ấy khác gì ném ngói sạn vào rừng châu, rải gai góc nơi vườn quỳnh. Chỉ gai mắt nhã chẳng ích gì cho tấm lòng độc giả tán thưởng, cảm thấy xấu hổ, thẹn thùng. Thầy Căn Kỳ trở về lại bảo viết luận, nhưng do sức khỏe yếu ớt, nhãn mục quán lòa, dẫu muốn chẳng thể vấn mạng được, nhưng sợ phụ tấm thịnh tình, do vậy đem những bản thao cũ đã được viết theo lời sai khiến của người khác chép lại cho rõ ràng thành năm bài. Thể tài câu văn vụng về, kém tệ các hạ đọc đến sẽ bật cười, nhưng đôi bên quen biết nhau chắc chẳng đến nỗi quở trách, chứ còn đem đăng báo chỉ sợ chút lấy tiếng cười chê của bậc đại thông gia vậy. Ngày mùng 8 tháng 4, xét ra Ấn Quang Đại Sư ẩn cư tại phố Đà Sơn, hoặc đầu không ai biết đến, cư sĩ Cao Hạc Niên lên chơi núi xin được bốn bài luận văn. Một là Tịnh Độ Pháp Môn Phổ Bị Tâm Căn Luận, tức là luận về pháp môn tịnh độ thích hợp tròn khắp ba căn. Hai là Tông Giáo Bất Nghi Hỗn Lạm Luận, tức là luận về chuyện không nên lẫn lộn giữa tông và giáo. Ba là Phật Giáo Dị Hiếu Vi Bổn Luận, tức là bàn về chuyện Phật giáo lấy đạo hiếu làm gốc. Bốn là Như Lai Tùy Cơ Lời Sanh Thiển Cận Luận, tức là lời bàn thiển cận về chuyện Đức Như Lai tùy theo căn cơ mà lời lạc chúng sanh, đều được đăng trên tờ Phật Học Tùng Báo do cư sĩ Địch Bình Tử sáng lập tại Thượng Hải. Bài luận thứ nhất ký tên là Thường Tàm, đăng trên Phật Học Tùng Báo số 9, là số ra ngày rằm tháng 2 dương lịch năm Dân Quốc thứ 3 1914, tức là ngày mùng 2 tháng 9 âm lịch năm Dân Quốc thứ 2 1913. Bài luận thứ hai cũng ký tên là Thường Tàm, bài luận thứ 3 và thứ 4 thì ký tên là Phổ Đà Tăng. Ba bài này cùng đăng trong Phật Học Tùng Báo số thứ 10. Bốn bài luận văn này có thể gọi là Ấn Quang Đại Sư truyền pháp luân lần đầu tiên. Từ đấy Long Thiên thúc đẩy tỏ quang minh lớn lao. Được cư sĩ Hạc Niên cho xem lá thư trên đây không ghi rõ thời gian. Xét ra trọng thư có nói mùa thu năm ngoái được các hạ mang những bài viết ấy đến Thượng Hải, sao ra bốn bài luận đăng tại trên Phật Học Tùng Báo. Quả thật lá thư trên đây được viết vào ngày mùng 8 tháng 4 âm lịch năm Dân Quốc thứ 3 1914. Lá thư này rất có giá trị trong lịch sử Phật giáo, chưa thấy đăng trong văn sao chánh biên lẫn tục biên, bèn xếp vào đây để công bố cùng cõi đời. Biên tập viên Bán Nguyệt Sang, Giác Hữu Tình, Trần Pháp Hương ghi. Lá thư số 35, thư gửi cư sĩ Cao Hạc Niên, thư thứ hai. Hai lần trước đến Thượng Hải đều được ông chiếu cố, khôn ngăn cảm kích hổ thẹn. Nay nhận được thư như được gặp mặt vui mừng, an ủi khôn sánh. Biết cư sĩ chỉ mong lợi người, chẳng nề hà nhọc nhằn. Vì thế được tam tôn gia bị, thân tâm thường được yên ổn, an vui. Từ bữa các hạ rời đi, quan bằng với Hòa Thượng Liễu Dư và ông Trần Tích Châu. Nói không biết Chương gia đến núi ngày nào, chỉ sợ có ông tăng vô chi nào trong núi cứ chiếu theo lệ thường, bảo Chương gia đại sư quyên góp đôi chút thì rất mất thể thống. Họ bảo quan hãy mau trở về núi để đứng ra làm chủ tiếp đón. Do vậy Ninh Ba, Quán Tông đều chưa đến được. Mùng 8 tháng 9 về đến núi,
Ngày hôm ấy, biển sóng gió khá mạnh, quăng xây sậm, ói mửa, trúng gió mười mấy ngày, không được khỏe lắm. Sau đấy lại bình phục như thường. Nghe nói các hạ muốn đến Kê Túc, trộm nghĩ không cần phải đi xa, chỉ cần chọn chỗ có thể an thân, tùy duyên niệm Phật là được rồi. Đi đến núi Kê Túc, nếu theo đường biển rất tốn tiền, nếu theo đường bộ thì khổ sở chẳng thể nói nổi. Sao bằng lật gã cột phan ngay trước cửa, tùy thời tùy xứ gặp gỡ Tôn giả Ca Diếp chẳng hay hơn ư? Tiếc cho tinh thần có hạn, lo liệu sự nghiệp cuối cùng của một đời người là chuyện khẩn yếu bậc nhất của người cao tuổi vậy. Ngày rằm tháng 10 năm Dân Quốc thứ 7 1918. Lá thư số 36, thư trả lời cư sĩ Cao Hạc Niên, thư thứ 3. Cách biệt từ mùa đông năm ngoái, đào hay đã chọn một chu kỳ nóng lạnh. Quảng âm vùng vụt thật đáng kinh sợ. Từ khi nhận được thư vào tháng giêng mùa xuân năm nay, hoàn toàn chẳng biết tin tức đích xác. Đến tháng 7, do sang Dương Châu khắc kinh, tìm đến thư cục ở Thượng Hải để hội thăm. Họ nói ông đã sang tu trong Liều Chanh trên Thái Sơn rồi. Quan đoán rằng đất Tần Thiểm Tây loạn lạc, chẳng thể sống yên được, đến nỗi các hạ phải bỏ đi. Người Tần Xuyên từ đây trở đi không có ai dẫn dắt để được tắm gội thấm nhuần Phật Pháp nữa, lòng hết sức xót xa. Nay nhận được thư, biết ông đang ở Hoa Sơn, vẫn mong sau khi yên ổn trở về Trung Nam, khủng ngăn vì người đất Tần vui mừng sung sướng trước. Quan không ra gì, đạo chẳng tăng trưởng, mắt ngày càng thêm lòa. Năm trước khuyên ông Ưng Quý Trung bỏ tiền khắc in sách ngự chế giảng ma biện dị lục, do cõi đời chẳng thái bình nên chậm trễ, đến mùa thu năm nay mới tới Tàng Kinh Viện, nhờ cậy chủ nhân viện ấy lo liệu. Trước hết khắc giảng ma biện dị lục tổng cộng hơn 260 trang giấy, rồi khắc in Tam Thập Nhị Tổ Truyền khoảng chừng 60 trang. Hai cuốn sách này đều là di chúc của Thanh Thế Công Ung Chánh, đều do ông Ưng Quý Trung bỏ tiền thuê khắc ván. Tiếp đấy khắc in An Sĩ Toàn Thư khoảng 660-70 trang, trong ấy có tăng thêm mấy chục trang mới nữa. Sách ấy do ông Lưu Cần Phố thuộc thôn Lưu Môn chiều ấp tị nạn đến đất thân Thượng Hải phát tâm bỏ tiền ra in. Vị này khá thuần hậu, thành thật, tiếc là còn kém duyên với Phật Pháp. Vào ngày 19 tháng 9 bèn tạ thế, nếu sống thêm được mấy năm nữa thì thiền căn tịnh độ sẽ được phát sanh nảy nở vậy. Nhưng nhờ vào công đức khắc in sách ấy, dẫu chẳng thể vãng sanh thì quả báo trong đời sau cũng sẽ chẳng đến nỗi kém hơn đời này. Đợi đến tháng 4 năm sau, tôi sẽ lại qua Dương Châu để trông nom. Nếu sách đã khắc xong bèn cho ấn tống, nếu chưa khắc xong sẽ dạo chánh đối chiếu. Năm sau nhất quyết phải hoàn tất truyền ấn tống hai cuốn sách về thiền ấy. Quan thấy biết hẹp hòi, học vấn quẩn quanh, do các hạ đa sự lôi kéo. Các ông Từ Úy Như, Châu Mạnh Do, Trương Văn Lôi, vân vân, phô truyền vẻ xấu của quan, hết sức hổ thẹn sâu xa. Mùa thu năm ngoái, người cùng quê là ông Vương Ấu Nông đến núi, trông thấy những bài viết ủ bài của quan, liền muốn bỏ tiền khắc ván. Quan cho rằng những bài viết ủ bài ấy chẳng đáng lưu truyền trong cõi đời nên cố từ chối. Mùa xuân năm nay, Úy Như in ra 500 cuốn, hạ tuần tháng 3 lên núi, lại cầm đi những bài viết ủ bài còn lại, biên tập trình bày đem khắc ván tại Bắc Kinh. Ước chừng cuối hạ năm sau chắc sẽ in xong. Ấu Nông tuy biết Úy Như đã khắc vẫn muốn khắc in, sẽ chờ hai cuốn sách nói trên in xong sẽ cho khắc văn sao. Tháng 5 năm nay có người cầm bộ văn sao hú bài do Úy Như đứng in đến chùa Nghinh Giang ở An Huy, giám viện là thầy Trúc Am
gửi thư nói muốn khắc ván và muốn có những bạn gốc còn lại. Quan bảo thầy ấy hãy để thông thả, chờ cho sách được khắc ván hoàn tất tại Bắc Kinh vào năm sau, in xong sẽ gửi tới ngay. Mấy chục năm qua, quan chẳng dám để lộ ra hai chữ Ấn Quang, vì các hạ đa sự, đến nỗi cái tên hèn hạ, tác phẩm kém cỏi, nhức tai gai mắt khắp mọi người nhã, thẹn thùng chi xiết. Năm ngoái tôi vọng tưởng mong đích thân chứng được niệm Phật tam muội, nhưng rồi toàn thể niệm Phật tam muội vẫn là nghiệp lực. Năm nay từ biết hổ thẹn, giữa tháng 9 sẽ khởi thất, tới cuối tháng 2 mùa xuân năm sau mới thôi. Niệm Phật tam muội chẳng dám vối cao, chỉ mong sám hối cho sạch hết tốt nghiệp. Ai biết tốt nghiệp rút cuộc cùng với chân như pháp tánh đồng nhất bất sanh bất diệt. Phật quang chiếu khắp pháp giới, nhưng tôi vì nghiệp chướng chẳng thể thân cận được, khổ sở lắm thay, biết làm sao đây? Viết ra những điều chính mình ngu muội ôm ấp, để mong người chi kỷ sẽ thay tôi chia sẻ nỗi buồn mà thôi. Mùng 4 tháng Chạp năm Dân Quốc thứ 8 1919. Kính cận xét rằng trong Văn Thê Di Cảo có bài kệ như sau: 20 năm trước sự hồ nghi, ngoài 3.000 dặm chuyện sao kỳ, thắp hương quan kích dường như mộng, ma Phật chánh xuân thì lẫn phi. Ngài Hãm Sơn nói đây chính là bài kệ ngộ đạo của Văn Thê lão nhân. Nay đại sư đích thân thấy được túc nghiệp và chân như pháp tánh đồng nhất bất sanh bất diệt, trộm cho rằng đây chính là ý nghĩa của bài kệ ấy chăng? Lá thư số 37, thư gửi cư sĩ Cao Hạc Niên, thư thứ tư. Hôm qua nhận được thư, vui mừng an ủi khôn sánh. Quan cho rằng giữa đường gặp chuyện trở ngại, nhưng cư sĩ một mực mong mỏi, dũng mạnh tiến thẳng lên trước, chọn chẳng vướng mắc gì. Một đằng là tâm lực chẳng thể nghĩ bàn, một đằng là người lành được trời giúp sẽ tự được, không chuyện gì chẳng thuận lợi, hâm mộ lắm. Cư sĩ Nhậm Tâm Bạch cũng gửi thư đến, nói sau một tháng rưỡi nữa chắc chắn sách sẽ in xong. Ở chỗ quan là 120 bộ cũng đủ dùng rồi, không cần phải tiếp tục thính nữa. Tôi sẽ sang Dương Châu vào trung tuần tháng 7, vì tập sách Niêu Duyên Khởi khắc in Đại Tạng Kinh vẫn chưa được khắc xong. Hệ cuốn sách này khắc xong liền có thể qua đấy lo liệu ấn loát. Cuốn sách này chỉ gồm 50 mấy trang, thuộc loại sách biên soạn vào đời Minh, tập hợp những bài tựa Niêu Duyên Khởi Nguyên Mộ khắc in Đại Tạng Kinh. Nguyên văn chỉ gồm 18 bài, quan lại cho khắc thêm bài tựa phát khởi đầu tiên của Tự Bách Đại Sư vào ấy, gồm 2 thiên nữa. Vì sao trong nguyên văn không có bài tựa phát khởi đầu tiên? Đấy là do trong bài văn ấy có những câu nói đến chuyện thế đạo biến loạn, sợ chính quyền căm ghét, nên người biên tập chẳng sao lục vào đấy. Nay đã cách biệt thời ấy, chọn chẳng trở ngại gì. Thiện thay là đạo tràng hoằng pháp của Ngài Chí Giả, núi ấy thường có La Hán cư ngụ. Quan do sức khỏe mòn mỏi chẳng thể đến lệ bái được, hổ thẹn khôn cùng. Biên nhận văn sao đã nhận được rồi, đừng lo. Lá thư số 38, thư trả lời cư sĩ Cao Hạc Niên, thư thứ 5. Nhận được thư hôm 23, như gặp được bạn cũ, khôn ngăn vui mừng an ủi. La Phù, Bôi Đồ, Nhạn Đảng, Thiên Thai là những cục đất danh thắng trong thiên hạ, đều lọt vào tầm mắt của cư sĩ, đúng là do đời trước vun bồi mà ra. Quan sức khỏe mòn mỏi chẳng thể đi xa được, ngồi chết già trên hòn núi ngoài biển chẳng thấy biết gì. Mỗi phen nghĩ đến thẹn thùng cảm khái không chi sanh ví được. Cư sĩ đã đến núi Bôi Đồ, ắt phong cách đức độ sẽ được phát khởi mạnh mẽ, an ủi lắm. Ngày 24 tháng 9
quan về đến Pháp Vũ. Đến hôm 29, liền đem bài khai thị cho vị phu nhân ở Hà Đông gửi qua Thượng Hải giao cho cư sĩ Cam Bích Xanh. Ngày mùng 6 tháng 10, ông ta gửi thư đến nói kính sao thành một bản để từ giữ, đem nguyên bản của quan gửi trở lại kèm theo thư. Ngày mùng 2 tháng 11 lại gửi thư cho biết đã đem pháp ngữ của quan chép lại theo lối chữ Khải thành hai bản. Một bản gửi cho cư sĩ Chiếu Nam, một bản gửi cho vị phu nhân ở Hà Đông. Nhưng pháp ngữ đã gửi đi trước đó vẫn chưa thấy hồi âm. Nếu nhận được hồi âm sẽ liền trình cho thầy biết. Pháp ngữ gần 2.000 chữ, khi khắc văn giao sẽ đưa thêm bài ấy vào. An sĩ toàn thư giao cho ba vị Vô Tích Âm, Trương Văn Lôi, Đinh Phước Bảo lo liệu. Nhưng Tích Âm muốn cho sách ấy được lưu truyền khắp 2.041 huyện trong cả nước. Bằng ông Tích Âm là Lưu Mộc Sĩ có cùng ý nguyện với ông Tích Âm, tính kêu gọi những nhà buôn giàu có quen biết ở Nam Dương bỏ tiền giúp in. Một nửa số sách in được sẽ gửi về Nam Dương, Tân Gia Ba, đảo Tân Lan để biếu tặng các thuộc địa của Hà Lan. Các trường học tại các đảo ở Nam Dương lấy cuốn Dục Hải Hồi Cuồng làm tài liệu giảng dạy về sự tu thân. Một nửa số sách ấy sẽ dùng để biếu tặng tại Tổ quốc để cho ai nấy đều vun bồi đất nước quê hương. Tâm chân thành rộng lớn ấy có được thỏa nguyện hay chăng vẫn chưa thể biết chắc. Gần đây khoản tiền do những người quyên tặng để ấn hành tại nước nhà đã đến con số vàng. Đợi đến mùa xuân năm sau khi đem in chắc là sẽ công được 2-3 vạn bộ. Nếu Hoa Kiều ở Nam Dương chịu phát tâm giúp đỡ thì in được 1-20 vạn bộ không chừng. Tùy duyên mà làm vậy. Nếu người trong nước ta và người ở Nam Dương xưa đã có thiện căn, được nghe đạo, tu chân trong cõi tục, tùy theo căn cơ có thể nhập đạo của Phật Pháp, thì trời rồng sẽ cảm động. Người có tâm lo cho thế đạo sẽ hùa nhau dấy lên cùng khen ngợi, thì phân phát cho các huyện trong cả nước, mỗi huyện 110 bộ cũng chẳng khó. Nếu quốc dân chẳng có pháp duyên này, tức là người ta cho quan là kẻ không đạo không đức, chẳng chịu tin tưởng để cùng nhau cảm kích phát khởi, chỉ đành dùng 1-2 vạn bộ đã quyên mộ được để thỏa tâm sự này mà thôi. Chuyện này tuy là chuyện riêng nhưng thật ra có quan hệ lớn với quốc kế dân sanh. Được thành công lớn lao hay không đều có vận số nhất định. Quan cùng 4 vị cư sĩ Vu, Lưu, Trương, Đinh làm sao có thể chuyển kệ vô duyên thành hữu duyên để an sĩ toàn thư được lưu truyền rộng khắp cho được. Nay tôi gửi cho ông một tờ trình bày chương trình biện pháp để an ủi tấm lòng mong mỏi xa vời. Bài văn bia cho Chinh Tiết Đường tôi chưa viết. Từ lúc về đến núi tới nay chọn chẳng được rảnh rỗi. Quan đến chánh an sĩ toàn thư do bản in rút nhỏ có các hạng mục đầu hình và mục lục phải sắp xếp theo dạng riêng. Kế đó là dạo chánh đối chiếu an sĩ toàn thư, lại còn có các sách Dục Hải Hồi Cuồng, Vạn Thiền Tiên Tư và Ấn Quang Văn Sao, Cách Ngôn Liên Bích, vân vân, từ Dương Châu không hẹn cùng gửi tới, phải dạo chánh đối chiếu cũng như phải trả lời thư tín gửi tới gửi đi. Buổi tối mắt không nhìn được, ban ngày quả thật không lúc nào được rảnh. May được tam bảo gia bị, mắt vẫn còn nhìn được lúc ban ngày, thật là chuyện may mắn vạn phần. Chúng sanh đời mặc pháp phần nhiều đều chẳng biết nhân quả, Phật kinh sâu thẳm huyền áo, dấu độc cũng chẳng thể lãnh hồi được, nên mới thành ra hiện tượng như ngày nay. Quan thường nói nhân quả là phương tiện lớn lao để thánh nhân thế gian lần xuất thế gian, bình trị thiên hạ, chuyển phàm thành thánh.
Cõi đời hiện nay nếu chẳng làm cho nhân quả được sáng tỏ, phổ biến, mà muốn cho thế đạo thái bình, Phật pháp hưng thịnh, thì chẳng thế nào đạt được đâu. Năm Dân Quốc thứ 9 1920. Lá thư số 39, thư trả lời cư sĩ Cao Hạc Niên, thư thứ 6. Đã lâu rồi chưa được gặp gỡ các hạ, cũng như chẳng biết hành tung của các hạ, do vậy chưa từng gửi thư. Trước đây cư sĩ Trương Thụy Tăng gửi thư đến nói, do có chuyện nọ ông ta đã được cư sĩ yêu mến nồng hậu xoay sở cho vẹn toàn, chẳng đến nỗi bị kẻ xấu gây rắc rối, vì thế muốn đến đất Hổ Thượng Hải để tỏ lòng cám tạ. Do vậy quan bèn gửi thư kèm theo để thăm hỏi, rồi nhận được thư của ông Mai Tôn nói cư sĩ và cư sĩ Bá Nông sẽ đến Ninh Ba vào ngày 18. Vừa trông thấy hình thế của chùa Pháp Vân đã xác định chỗ đặt nền đại điện, rồi lại hứa khi nào xây dựng đại điện sẽ trở lại, khổng ngăn mừng rỡ an ủi. Nay nhận được thư mới biết ông vẫn còn đang nghe kinh tại Nam Viên. Nói đến chuyện đem chặng hạt hộ phách cúng dường Bồ Tát, quả thật đã xá được thứ khó xả, công đức không gì lớn hơn. Nhưng chùa ấy là nơi cúng bái nhộn nhịp, người lui tới rất tạp, trở nên đeo chuỗi ngọc ấy vào cổ Bồ Tát chỉ nên cất trong phòng chữ y bát hay giữ trong kho. Những món bảo vật ấy đã chẳng thể dùng được, mà sau này ắt sẽ khiến cho kẻ thiếu hiểu biết lấy trộm, nên chưa có lợi ích thật sự, lại còn khiến cho kẻ ăn trộm ấy bị tổn hại oan uổng. Chẳng thà xin lại từ chỗ hòa thượng Chân Đạt, hoặc tặng cho người khác, hoặc bán đi để làm công đức thì mới có ích thật sự vậy. Quan có ý kiến tệ lầu như vậy đó, chẳng biết cư sĩ có cho là đúng hay chăng. Lá thư số 40, thư trả lời cư sĩ Cao Hạc Niên, thư thứ 7. Miễn cưỡng soạn bài văn bia hơn 900 chữ, lời lẽ chất phát vụng về, ý nghĩa hời hợt nông cạn, sợ chẳng đáng khắc vào đá, xin hãy thịnh vị cao minh nào đấy soạn bài khác. Nếu chỉ mong đỡ tốn sức, vẫn xin cư sĩ hãy bỏ công sức sửa chữa gọt giũa, để khổ đến nỗi bị người khác chê cười. Hơn nữa quy củ của Trinh Tiết Viện đã nêu trong bài văn bia ấy chẳng qua là phỏng đoán đại khái, cần phải chăm trước cho ổn thỏa thích đáng, rồi hãy sửa đổi những gì đã định. Lá thư số 41, thư trả lời cư sĩ Cao Hạc Niên, thư thứ 8. Sư kia từ Bách Đại Sư sau khi đại ngộ đã dạo khắp các danh sơn để mở rộng kiến thức. Phàm tất cả những danh sơn thánh đạo tràng trong Trung Quốc, không chỗ nào ngài chẳng đích thân đến tận nơi, là do thế lực ngài mạnh mẽ, mỗi ngày đi được hơn 300 dặm. Sau này chưa nghe nói ai có thể đi được như vậy. Trong đời gần đây đa số là hạng lười nhác, sống ăn bám vào Phật, thiền, giáo, luật, tình, chẳng hề phụng sự một tông nào, chỉ buôn ba Nam Bắc, mua bán những món đồ vặt vảnh để cầu chúc lời, hồng thọ ham muốn. Tuy có đến danh sơn thánh đạo tràng, chọn chẳng có một tâm niệm hổ thẹn ngưỡng mộ. Cư sĩ tu chân ngay trong cõi tục, tùy duyên tấn đạo, giữ gìn một câu Di Đà làm bổn mạng nguyên thần, ôm ấp hai chữ hổ thẹn dùng làm bậc thang nhập đạo. Chẳng chán nhiều phen chiều lên thánh địa sao chép những tông tích để mở rộng tai mắt cho người khác. Vì tăng chi khách thuở ấy tức thở ngày tự bách đi tham khắp các danh sơn, nếu tiếp kiến sẽ thấy mặt vị trụ trì nói lời chống giữ môn đình nhà Phật. Tìm một vị tăng chân thật thiết tha chí thành như thế trong đời mạt, quả thật chẳng được mấy người, huống là một vị đại phương gia, người thông suốt giáo lý, đã ăn thịt đầy bụng đến tìm tăng nhân nói chuyện thiền ư. Mùa thu năm ngoái, sau khi tôn giả đã rời đi,
thường nghĩ cư sĩ vì môn đình nhà Phật mà nhọc nhằn thành bệnh, không lâu nữa sẽ đến Thiểm Tây, ở yên nơi cuộc đất Đức Quán Âm đã hằng phục rồng, tức đài Thảo Am ở Nam Ngũ Đài, nhiếp tròn sáu căn, tịnh niệm tiếp nối, xoay cái niệm lại để niệm tự tánh, tánh thành vô thượng đạo. Sự vui sướng ấy chẳng thế nào ví dụ được. Đến mùng 7 tháng Giêng nhận được thư mới biết năm ngoái ông vẫn du hành khắp các tỉnh Hàn, An Huy, vân vân. Muốn đến Bắc Kinh do trời lạnh bị bệnh nên đành phải trở lui. Thật có thể nói là cư sĩ đã vì pháp quên mình. Nhưng trong sự thấy biết ngu muội của quan thì có lẽ nên dừng bước nghỉ ngơi. Nếu vẫn muốn du hành rộng khắp thì hãy nên dùng thần thức để du hành, chẳng cần phải dùng thân. Ba kinh Di Đà, một bộ Hoa Nghiêm dùng làm đồ trình để du hành tham phỏng, ngồi yên trong ao bảy báu mà dạo khắp thế giới hoa tạng thì thần thức càng dạo đi, thân càng mạnh mẽ, niệm càng trọn khắp mà tâm càng chuyên nhất. Tịch thì một niệm cũng chẳng thấy được, mà chiếu thì vạn đức cũng vốn sẵn đủ, tịch chiếu biên dung chân tục chẳng hai. Mười đời xưa nay hiện trong đương niệm, vô biên sát hại nhiếp về tự tâm. So với chuyện khoác sao đội chăng, sóng mưa đội gió, kinh sợ khi vào chốn vực sâu, hải hùng trong cảnh nguy hiểm, thì còn gấp mấy lần sự sai khác giữa một ngày và cả kiếp. Tôi thấy biết hàng tề như thế đó, chẳng biết cư sĩ nghĩ sao. Hơn nữa trong thư ông gửi đến đã dạy, Quan Âm vùng vụt còn hơn nước xoáy qua tảng đá diễm dự ở cù đường. Đúng là như vậy đó. Cổ nhân dạy rằng người chứng vô sanh mới thấy được sát na. Cư sĩ nói lời ấy sẽ thấy được sát na chẳng lâu nữa đâu. Tôi cảm thấy lòng được an ủi lắm, xin chúc mừng. Cư sĩ lại nói những lời lễ hú bài của Bất Huệ là pháp thích hợp cho căn cơ hiện tại. Vừa mở sách ra đã khiến cho người ta như ngư phụ lạc bước chốn đào nguyên, vân vân. Sao mà nói quá lố thế? Ông muốn dẫn Bất Huệ tiến lên, nhưng Bất Huệ tuy thân chưa già mà tâm lực đã sớm suy, mắt nhìn ngày càng kém, khó tiến được trong gang tấc. Ông lại còn đem trình với Lê Công, cư sĩ Lê Đoan Phủ, được ngài thương cho đồng ngu thành cho sao chép giữ lại để đem in, càng làm cho quan cảm thấy hổ thẹn không chống ẩn mình. Nếu làm như vậy chính là đem cỏ mục chất vào núi báu, đem cánh thừa để lựng trong cổ vua, trái tai gai mắt người khác, khiến tôi sượt mặt bị người đọc chán ghét, làm nhơ pháp đạo. Huống chi ba bài luận đầu vốn là do Hòa Thượng Khai Như sai quan viết vào mùa đông năm ngoái để làm bản nháp cho buổi diễn thuyết tại Thượng Hiền Đường. Bài luận về pháp môn niệm Phật thích hợp khắp ba căn đã được chép vào trong kỳ yếu của tòa điện đường do ngài quản thủ. Còn hai bài luận kia có dùng hay không thì không biết. Nếu bảo là văn tuy hèn tệ vụn về nhưng ý thật đáng thương, thì nên đề tên tác giả ba bài luận ấy là Thích Khai Dư. Bài luận về tông và giáo chẳng nên xen tạp thì đề tên Thích Thường Tàm, ngàn lần xin chớ đề hai chữ Ấn Quang. Thêm nữa, cái hại của giới Tây còn quá nước lũ mạnh thú, khiến cho đất nước khốn cùng, làm dân kém cỏi, đoạn diệt thánh giáo, đạo nho, đạo thích, mối họa ấy chẳng có cùng tận. Hôm mùng 4 tôi đã thưa đại khái điều này với Lê Công, mong cư sĩ chẳng tiếc sức từ bi nói với khắp các cư sĩ. Nay lập một chương trình, phàm là kinh luận của Phật, của Tổ, nhất loạt chẳng in bằng thứ giấy ấy, lại cần phải báo cho các chỗ khắc kinh để họ đều cùng biết rõ, ngõ hầu chẳng đến nỗi do lưu thông mà trở thành mau chóng diệt mất. Đây là điều Bất Huệ đau lòng nhức óc không lối kêu vang vậy. Nay muốn nhờ cư sĩ giới thiệu để khẩn cầu các đại cư sĩ ai nấy hãy phát bồ đề tâm
hiện tướng lưỡi rộng dài, ngăn cấm thói quen này để pháp đạo được tồn tại vĩnh viễn. Điều thương xót cho lòng ngu thành của tôi mà bảo ban rộng khắp. Cuốn báo đăng tải lời lẽ hú bại đáng hổ thẹn của quan đã đưa cho hòa thượng khai như bức họa 53 lần thăm học của thiện tài đồng tử, do trước kia đã được thầy dẫn duyên tặng cho bức họa mà thầy ấy nhận được, nên tôi đem bức họa nhận được lần này tặng cho hòa thượng Liễu Nhất, vì cư sĩ đã từng nói với ngài về chuyện ấy. Nhưng về sau huynh khuấy đi, đầy chú lăng nghiêm của quan đem tặng cho thầy Liễu Thanh, để thầy ấy đem tới Quảng Đông hồng kết pháp duyên. Những thứ khác đều chiếu theo danh sách mà trao ra. Thầy Ngộ Khai đã mất vào giờ Mùi ngày 22 tháng 11 năm ngoái. Quan cảnh lúc thầy ấy mất đã thuật rõ trong thư gửi cho Lê cư sĩ, nay không viết chi tiết nữa. Trường An tuy tốt nhưng mọi chuyện gian nan, nếu không gặp trở ngại lớn lao, hãy nên chuyên tu tịnh nghiệp hộ trì pháp đạo ở phương Nam. So với phương Bắc thì giảm bớt một nửa công sức mà công lại gấp bội. Cớ gì phải cố gượng đặt tấm thân suy lão vào nơi khốn khổ rồi mới tu đạo vậy? Lá thư số 42, thư trả lời cư sĩ Diệp Ngọc Phủ. Nhận được thư khổng ngăn cảm động, hổ thẹn. Quan là hạng người nào mà dám nói những lời ấy? Nhưng các hạ đã bảo quan nói, nếu chẳng nói sẽ có lỗi. Trộm nghĩ các hạ muốn khuôn phò cô giúp thời thế nhưng chẳng thể thỏa lòng được, thì hãy buông ý niệm ấy xuống, gắng sức cầu tự độ. Hãy nên dùng học thức của chính mình để xướng xuất hướng dẫn những người cùng hàng, khiến cho hết thảy mọi người tin tưởng Phật Pháp, biết rõ nhân quả ba đời. Thậm chí khiến cho hết thảy những kẻ chẳng tin Phật Pháp cũng đều biết tới nhân quả ba đời. Hề biết nhân quả báo ứng thì cái tâm tự tư tự lợi sẽ dần dần tiêu diệt. Hơn nữa, cõi đời ít có người lành là do trong gia đình không khéo dạy dỗ. Nhưng trong một gia đình khéo dạy dỗ thì sự dạy dỗ của mẹ quan trọng nhất. Bởi lẽ con người lúc bé hàng ngày ở cùng mẹ, được hôn đúc tánh tình nhiều nhất từ nơi mẹ. Do vậy thiên chức của phụ nữ là giúp chồng dạy con. Nếu không có hiền nữ làm sao có hiền thê hiền mẫu cho được. Vì thế nói rằng khéo dạy cho con cái biết nhân quả ba đời chính là cái đạo gốc chánh nguồn trong để bình trị thiên hạ vậy. Hiện thời nam nữ tin Phật ở Thượng Hải rất nhiều, dùng danh vọng học thức của các hạ để bước lên cao hô hào thì mọi người sẽ hùa nhau bắt chước theo. Nếu phong thái ấy được thực hiện rộng rãi thì thế đạo tự nhiên thái bình. Cái đạo gốc chánh nguồn trong như vừa mới nói đó, cố nhiên ở nơi ấy chứ không ở đâu khác. Các hạ đã chẳng thể phản hồi thế đạo ngay lập tức, sao chẳng trông mong nơi bọn hiện tại sẽ dấy lên đông đảo vào 10 năm, 20 năm sau? Quan thường nói nhân quả là phương tiện lớn lao để thánh nhân thế gian lần xuất thế gian, bình trị thiên hạ, độ thoát chúng sanh. Lại nói dạy dỗ con cái là căn bản để bình trị thiên hạ, nhưng dạy con gái lại càng thiết yếu. Bởi lẽ những kẻ làm quan hoặc giặc cướp hiện thời chuyên trọng vũ lực, chẳng đối hoài đạo nghĩa, đều là vì thuở ban đầu chẳng được cha mẹ hiền dùng nhân quả báo ứng để khéo dạy dỗ mà ra. Nếu thuở bé đã được nghe những lời dạy tốt lành thì thà chết cũng chẳng dám làm những chuyện thảm khốc tròn chưa hề có ấy. Tội lỗi ấy quả thật do cha mẹ bọn chúng khởi đầu, chứ không phải chỉ riêng mình bọn chúng. Trong cõi đời lúc này, nếu chẳng đề xướng những sự lý nhân quả báo ứng, sanh tử luân hồi vân vân, mà muốn thế đạo thái bình, dẫu Phật, Bồ Tát, Thánh Hiền đều cùng xuất hiện trong cõi đời thì cũng không làm gì được. Vì vậy, vào năm Dân Quốc thứ 10,
1921, Quan Ân Bộ An Sĩ Toàn Thư. Tính Nguyên Mộ để in ra mấy chục vạn bản nhưng chỉ được 4 vạn. Hiện thời đã in được 5 vạn 45 ngàn bộ theo lối khắc ván. Nay đang in bộ Đại Sĩ Tùng, sang năm sau nữa sẽ in Nhị Thập Tứ Sự Cảm Ứng Lục, đều là vì muốn cho người ta biết tới nhân quả. Biết nhân quả sẽ chẳng dám tổn người lời mình, thương thiên hại lý. Những kẻ cường bạo trong cõi đời, nếu nói đến chuyện đạo đức nhân nghĩa với bọn họ, chắc họ chọn chẳng đồng tâm. Những đêm nhân quả báo ứng nói với họ, đừng nói đến trường hợp người nghe tin tưởng ngay lập tức, dẫu cho chẳng tin cũng sẽ kinh hãi sợ sệt. Các hạ có địa vị, chẳng thể vãn hồi con sống cuồng loạn ngay được, sao chẳng hiện thân cư sĩ dùng chuyện này để làm kế vãn hồi cho tương lai ư? Dùng điều này để độ người tức là tự độ, há chẳng thích hợp hơn đi tới nước Lạ để tìm tòi những bản kinh chưa hề thấy, lệ di tích của Đức Phật để tự độ hay sao? Con người hiện thời đa số tánh tình có phần mang thói ưa khoe khoang lớn lối, chẳng hạn như chưa hoằng pháp nhưng trước hết đã cầu tìm kinh điển chưa được dịch sang tiếng Hán ở ngoại quốc. Vậy thì đối với những kinh đã được dịch trong nước, có từng nghiên cứu mỗi một kinh cho đến tột cùng hay chưa? Huống chi nếu đã nhận hiểu được một hai nghĩa lý trong kinh Phật, sẽ liền có thể thượng hoằng hạ hóa. Huống nữa kinh Phật đã được dịch sang tiếng Hán dẫu nhiều đến mấy ngàn quyển, vẫn cho rằng chẳng đủ dùng, cứ muốn tìm tòi tại các nước thuộc Ấn Độ ư? Phàm với những kiểu đề xướng như vậy, quan điều chẳng cho là đúng. Những ý kiến như vậy đều xuất phát từ thói ham cao chuộng xa, thấy khác lạ, nghĩ đi tầng đâu đâu, hòng khiến cho mình được nổi bật lên giữa mọi người. Nếu người ta nói sao mình cũng nói hệt như vậy thì chẳng đáng gọi là kỳ lạ, đâu thể hiện được bản lĩnh của ta. Luận về tài năng của các hạ, hãy nên theo những gì quan đã nói thì lợi ích sẽ lớn lắm. Nếu không, hãy chọn lấy một chỗ vắng lặng kín đáo để tận lực tu tịnh nghiệp, đem học vấn văn chương đã đạt được trước kia vứt ra ngoài Đông Dương Đại Hải. Nghĩ mình vốn là một kẻ vô tri vô thức, trong tâm chẳng sanh phân biệt, ngày đêm sáu thời chuyên trì một câu hồng danh thánh hiệu. Nếu có thể chết sạch được cái tâm mong ngóng, ắt sẽ đích thân thấy được bản lai diện mục. Từ đấy dựng cao pháp tràng, khiến cho hết thảy mọi người đều cùng trở về biện pháp tịnh độ, sống làm bậc thánh bậc hiền, chết dự vào hội liên trì, thì mới chẳng phụ sở học ấy, mới là bậc đại trường phu chân Phật tử vậy. Còn chuyện viễn du Ấn Độ chẳng qua nhằm mở rộng tầm mắt, mở rộng chi kiến mà thôi. Chứ đối với phương diện sanh tử, muốn được tự độ thì tự độ ở chính nơi đây, nào phải ở nơi kia. Huống chi đường xá xa xôi, tốn kém không ít, thể lực của các hạ cũng chẳng mạnh mẽ cho lắm, gặp phải cảnh bốn ba nhọc nhằn ấy thì tổn hại rất nhiều, lợi ích thật ít, quan trọng chẳng tán thành. Nay dựng một chứng cứ, Khổng Tử nói, mạnh công xước làm gia thần cho họ Triệu, họ Ngụy là hai khanh đại phu của nước Tấn thì tài năng có thừa, nhưng làm đại phu cho nước Đằng, nước Tiết thì không thể được. Hai câu nói trên đây của quan chính là Triệu Ngụy lão vậy, chuyện viễn du Ấn Độ chính là Đằng Tiết đại phu vậy. Các hạ thử xét kỹ xem, chắc sẽ chẳng cho lời quan là sai lầm. Đại Sĩ Tùng ước chừng sẽ in trước 2.000 bộ trong năm nay để gửi cho những người đã đặt mua trước, nhưng cho đến nay vẫn chưa sắp chữ được một nửa, sợ khó thể bắt đầu in trong năm nay được. Nay tôi gửi kèm theo một trang thuyết minh biện pháp
ông đọc sẽ tự biết. 400 đồng của các hạ sẽ in được 1.200 bộ sách. Xin hãy cho biết phải gửi sách ấy về đâu, hoặc muốn chúng tôi thay mặt các hạ gửi đến cho ai để chúng tôi thực hiện đúng như thế. Bộ Nhị Thập Tứ Sự Cảm Ứng Lục được phát khởi là do ông Ngụy Mai Tôn ở Nam Kinh muốn vãn hồi sát kiếp. Quan bảo ông ta hãy sưu tập rộng khắp những chuyện nhân quả trong 24 bộ sự để chúng được lưu truyền rộng rãi trong cõi đời, thì sẽ có hy vọng thế đạo thái bình. Do vậy, quan đem bộ sách Nhị Thập Nhị Sự Cảm Ứng Lục của Bành Hy Tốc biên soạn gửi đi, bảo ông ta hãy mở rộng bộ sách ấy. Ông ta nghĩ quan nói đúng, gắng hết sức sưu tập chia thành từng môn, từng loại. Dưới mỗi đoạn lại còn ghi rõ xuất phát từ sách nào, tập nào, quyển nào, trang nào. Có lẽ trong năm sau sách sẽ hoàn thành, tôi sẽ ra sức đề xướng mạnh mẽ cho sách được lưu truyền rộng khắp để giúp cho thế đạo nhân tâm trong tương lai. Tôi nghĩ các hạ cũng tỏ lòng đồng tình đề xướng vậy. Chuyện này ông Ngụy chưa thực hiện được, nhưng tạo thành duyên khởi cho ông hứa chỉ tình biên tập bộ Lịch Sử Cảm Ứng Thống Kỷ. Xin hãy đọc bài tựa của Tổ Ứng Quang viết cho bộ Thống Kỷ sẽ tự biết nguyên do. Lá thư số 43. Thư gửi cư sĩ Quang Quýnh Chi. Thư thứ nhất. Quang vô chi vô thức được ông lầm để lọt mắt xanh, khôn ngăn cảm kích xấu hổ. Hôm trước đã tặng 100 đồng để in bộ văn sao, quả thật là nhiệm vụ cấp bách. Một người bạn quan tên là Hoàng Ấu Hy, cả nhà đều thuần thiện, nhưng bị chứng duyên đời trước trói buộc khốn khổ vì vừa nghèo vừa bệnh. Trước đây quan từng đến đó thương ông ta gặp cảnh khổ sở, biểu ông ta hai khúc vải tay do ông Tôn Tam Nguyệt đã biểu cho quan. Đêm 19 khi nghỉ tại Tịnh Nghiệp xã, nghe cư sĩ Giang Vị Nông nói ông ta đã bị bệnh, thật ngặt nghèo, nay đã có chuyển biến. Nếu từ rầy lành bệnh thì cũng cần phải dưỡng sức 2-3 tháng mới có thể lành lặn để làm việc tại xưởng in. Ông ta đi làm ăn lương mà còn khó thể trang trải, huống chi mấy tháng ngồi không biết phải làm sao đây, mong mọi người giúp đỡ. Quan nghe xong xót xa, cũng muốn đề xướng, bèn giao 10 đồng cho ông Vị Nông. Này tính đem món tiền 100 đồng của các hạ dùng làm khoản tiền cứu giúp kẻ ngặt. Ông ta có được món tiền 100 đồng này sẽ chống chọi được 1 tháng. Lợi ích ấy tuy chẳng lớn lao bằng in văn sao, nhưng ân đức sâu đậm hơn in văn sao nhiều lắm. Vì chuyện ấy còn có thể để thông thả được, chứ cảnh này hết sức nguy cấp. Quan vốn biết các hạ đại từ bán vui, đại bi cứu khổ, nên chẳng thưa trình trước, mà đã đem khoản tiền ấy biếu tặng rồi. Lá thư số 44. Thư gửi cư sĩ Quang Quýnh Chi. Thư thứ hai. Nửa năm chưa gặp gỡ mà giang sơn mấy độ gấm vóc, nhân dân giàu mạnh đều trở thành điêu tàn khốn khổ, lâm vào tình huống chẳng nỡ nhìn được. Do vậy càng thêm tin tưởng tướng cõi đời vô thường, tam giới như nhà lửa. Các hạ đương sức túc nguyện tận lực hoằng dương tịnh nghiệp, đúng là nên mượn dịp này để làm một mũi kim đâm xuống đánh đầu đại chúng tu trì tịnh nghiệp. Ngõ hầu ai nấy đều chết sạch cái tâm mong ngóng lại được sanh trong cõi trời cõi người để hưởng thụ si phước, thì lợi ích càng lớn vậy. Thiên vương điện của chùa Pháp Vũ kèo cột đá mục, lâm vào thế khó thể duy trì được lâu. Hòa thượng trụ trì ngay từ lúc mới nhận chức đã bàn đến chuyện xây lại toàn bộ. Hiềm rằng 2 năm qua có khi mùa màng thất bát, hoặc do chiến tranh liên miên
đến nỗi chỉ quyên được 3-4 ngàn đồng còn thiếu rất nhiều. Tính sai người sang các xứ Tân Gia Ba, Tân Lan, vân vân để mộ duyên. Do những nơi ấy có đại sư Quảng Thông thuộc hạt Minh Am trụ trì đạo tràng cả hai nơi, người nơi ấy chọn chẳng đến nỗi nghi là giả mạo. Tháng 6 năm ngoái, sư đã tận mặt cầu khẩn các hạ, đã được chấp thuận. Nay phái hai thầy Minh Đức, Hàm Nghiệp sang đó trước, sai quan viết thư cho các hạ, mong các hạ sẽ xin thông hành giấy nhập cảnh, hộ chiếu sang các nước ngoại quốc từ văn phòng giao thiệp thuộc Bộ Ngoại giao và lãnh sự quán để khỏi bị trở ngại. Nếu việc quyên góp được trọn vẹn để khởi công trùng tu điện ấy thì quá thật là do các hạ đã ban cho vậy. Lẽ ra hòa thượng phải viết thư này, nhưng ngài lại sai quan viết vì ngài chưa rõ lòng thành hộ pháp của các hạ. Tuy vậy, để thành toàn cho đạo tràng của Bồ Tát thì chẳng nên sanh lòng so đo nơi tình người thân hay sơ. Quan được dính dáng vào chuyện công đức này thì cũng được lợi ích nên chẳng chối từ. Kính cẩn trình lên, mong các hạ chẳng tiếc công sức khiến cho sự nguyện ấy được thỏa mãn thì may mắn lắm thay. Lá thư số 45, thư gửi cư sĩ Quang Quýnh Chi, thư thứ 3. Chắc hai lá thư trước đây ông đã nhận được rồi. Hiện thời vận đời đổi mới, những kẻ vô chi lầm lạc đề xướng thuyết hủy diệt Phật Pháp trong lúc này thật nguy hiểm quá. Đạo Pháp chẳng bị diệt vong ngay lập tức là nhờ vào các hạ và các đại cư sĩ độ công sức duy trì bằng nhiều phương cách. Nếu không, huệ mạng của Như Lai vĩnh viễn đoạn diệt từ đây, đông đảo chúng sanh chọn chẳng mong chi thoát khổ, nguy hiểm đến cùng cực. Ngày hôm qua, Hòa Thượng Diệu Liên ở Nam Kinh gửi đến một bức thư, vốn là thư của Tôn Đại Tổng Thống trả lời các cư sĩ thuộc Hội Phật Giáo vào năm Dân Quốc thứ nhất 1911. Lá thư ấy được đăng tải trong cuốn Phật Học Tùng Báo số thứ nhất. Chẳng biết các hạ và các đại cư sĩ đã từng đọc qua hay chưa? Hòa Thượng nói là bài viết ấy được đăng tải trong tháng 3, có lẽ không đích xác. Tôi sẽ kiếm trong những số Phật Học Tùng Báo còn giữ được để kiểm chứng. Có lẽ nên cho đăng lá thư ấy trong những tờ báo lớn để những kẻ xứng xuất bừa bãi, tiến hành bừa bãi biết Tôn Đại Tổng Thống đã làm chuyện hoằng dương bảo vệ Phật giáo như vậy. Nếu đăng báo, nên ghi là công hàm bảo vệ Phật giáo của Tôn Đại Tổng Thống, phía dưới ghi chú bằng hàng chữ nhỏ rằng trích từ Phật Học Tùng Báo số thứ nhất, hoặc ghi do Phân Hội Phật Giáo Giang Tô sao chép gửi tới, mong ông hãy cân nhắc. Lá thư số 46, thư gửi cư sĩ Quang Quýnh Chi, thư thứ 4. Đã lâu chưa gặp mặt khủng ngăn mong tưởng, cư sĩ phát tâm Bồ Tát lấy chốn đô thị làm đạo tràng, lấy những người cùng hàng làm pháp lữ. Thân tuy tại gia, hành giống như vị đầu đà, sẽ thấy sự giáo hóa từ bi được thâu khắp hết thảy những người cùng hàng, dù thiện hay ác, sẽ do vậy mà thoát khỏi cõi Sa Bà này, sanh về cõi Cực Lạc kia. Ngõ hầu an ủi ý niệm từ bi của Thích Ca, Di Đà, Quán Thế Âm khôn ngăn vui mừng an ủi tột bậc. Ngày hôm qua tôi nhận được thư của một người bạn là cư sĩ Trương Thụy Tăng, cho biết trong tháng trước do bị mất chi phiếu đã phải cùng người ta thư kiện nơi tòa án. Kẻ bị cáo cậy vào thế lực lớn gần như tố ngược lại. May mà ông Trương được cư sĩ có lòng yêu mến ngấm ngầm xoay chuyển dùm, nên chưa đến nỗi bị kẻ ác gây khốn đốn lớn lao. Quan nghe xong mừng rỡ khôn cầm, khác nào chính mình được giúp đỡ, cảm tạ khôn xiết. Vốn tính gửi thư này thẳng đến chỗ ông ở,
nhưng do địa chỉ, tên đường, số nhà đều không biết, chẳng thể giao cho bưu điện được. Vì thế nhờ cư sĩ Thụy Tăng đem qua Thượng Hải thay mặt quan trình lên, mong hãy rủ lòng từ bi thứ lỗi. Lá thư số 50, thư trả lời cư sĩ Đinh Phước Bảo, thư thứ hai. Hôm qua nhận được một cuốn Phật học sơ giai, tức là bước đầu học Phật, khổn ngăn cảm kích, hổ thẹn đến cùng cực. Quan là kẻ vô tri vô thức, gượng ứng theo duyên đời, tùy theo sự thấy nghĩ ngu muội của mình mà nói ra những lời lẽ hủ bài. Tuy về ý còn có thể chấp nhận được, nhưng lời văn chẳng tươi đẹp thông suốt. Các hạ chép mấy thiên văn từ của quan vào cuối sách ấy, sợ bậc thanh nhã thông suốt lớn lao đọc đến chắc sẽ chê các hạ không xét kỹ. Các hạ chỉ một lòng khơi gợi tâm chánh tính của người khác. Năm ngoái quan từng tính dùng Phật học khởi tính biên để kết duyên, nhưng các hạ vẫn tự mình phát tâm cự tuyệt chẳng nhận tiền. Này có ông Cao Thiệu Lân ở Bắc Quan, huyện Phước Định, Phước Ninh, tỉnh Phước Kiến, đã có tính tâm từ đời trước, mấy năm gần đây chuyên tu tịnh nghiệp. 3 năm trước quan từng gửi cho ông ta mấy chục loại kinh sách trị giá khoảng 20 mấy đồng. Do cuộc đất ấy ở khuất trong núi, lại do khổ sở đói nghèo nên không có sức thịnh kinh sách được. 1-2 năm gần đây lại có ông Trần Diên Linh, cũng là người ở Bắc Quan cùng huyện. Thái Mậu Đường là người ở Nam Quan thường gửi thư đến. Năm ngoái quan đem bộ An Sĩ Toàn Thư đã khắc in gửi cho 3 người ấy, mỗi người một bộ. Bọn họ cũng muốn lợi người, bèn trong mùa thu lập hội diễn giảng, thỉnh một vị tăng đến làm lễ mông sơn một buổi, mọi người cùng niệm Phật hồi hướng. Rồi sau đó tùy sức diễn giảng quả báo thiện ác và pháp môn tịnh độ. Năm ngoái có đến 60-70 người nhập hội, năm nay chỉ còn 50-60 người mà thôi. Do tại huyện ấy từ thời Nguyên Minh đến nay chưa hề nghe đến chuyện mở hội diễn giảng. Trong mùa hạ năm nay, bọn họ đặc biệt mời một vị pháp sư thuộc tông Thiên Thai giảng kinh. Chuyện ấy bất quá để khởi phát lòng tin cho người nơi ấy mà thôi. Nếu nói là hiểu rõ ý nghĩa thì thật chẳng phải là chuyện dễ dàng. Huống chi do địa phương cùng khổ, cũng chẳng thể thường xuyên cử hành được. Trọng nghĩ cuốn Phật học sơ giai do các hạ biên soạn khá thích hợp với căn cơ bọn họ. Do sách ấy trước hết nói đến nhân quả, sau đó nói về tịnh độ. Phàm những người thông hiểu văn nghĩa đều lãnh hội được. Người đọc sẽ vui vẻ hướng về điều cao cả, muốn chấm dứt những điều xấu ác vốn do tình thế vẫn chưa thể chấm dứt được. Người diễn thuyết cũng có thể dựa theo văn tự ấy để tuyên nói, chẳng cần phải hái đông nhặt tây. Quả đúng là bước đầu tiên để khuyến thiện dẫn vào Phật Pháp. Tôi vốn muốn bảo họ thịnh sách ấy từ Quý Thư Cục, nhưng sợ bọn họ pháp tài chẳng đủ, chắc đành bỏ lỡ lợi ích. Nếu các hạ chịu phát lòng đại từ bi, hành đại pháp thí gửi đến khoảng 3 bộ, để họ mỗi tháng căn cứ theo lời văn mà diễn giảng, khiến cho nhân dân trong huyện ấy đều biết nhân quả, đều tu tịnh nghiệp, thì công đức ấy cố nhiên vượt trội hơn thí cho người phú quý gấp ngàn vạn lần. Phật học chỉ nam khởi tính biên, lục đạo luân hồi lục cũng gửi đi mọi thứ 1-2 bộ để tiện cho họ có tài liệu trích dẫn hồng diễn thuyết. Nếu gửi thì phía ngoài bưu kiện nên ghi tên người nhận là ông Cao Thiệu Lân ở Bắc Quan, huyện Phước Định, tỉnh Phước Kiến. Phần tịnh tọa pháp tinh nghĩa, tức là những ý nghĩa tinh xác về cách tịnh tọa, cuối sách Phật học sơ giai danh chẳng phù hợp với thật cho lắm, có lẽ nên đề tên là Chư Tông Yếu Điển Lược Kỷ, tức là ghi chép đại lược về các tác phẩm quan trọng
trong các tông. Phía dưới có lẽ nên ghi rằng gần đây chức thuật của Phật giáo các tông được khắc in cực nhiều. Nếu chẳng biết được chỗ trọng yếu, sợ rằng sẽ dối nhìn biển cả mà lùi bước. Vì thế chọn lấy những sách trọng yếu trong các tông để nêu bày một hai điều. Muốn nghiên cứu tông nào thì trước hết phải chọn đọc những sách trọng yếu của tông ấy, thì sẽ từ có thể do ước lượng mà biết được rộng rãi. Hễ đã rõ một thứ thì trăm thứ đều rõ. Năm ngoái khi bộ văn sao hú bài của Ứng Quang được gửi đến, đã tính gửi cho nhóm ông Cao Thiệu Lân dăm ba bộ. Do mỗi năm vào tháng 2 có cư sĩ Lý Tuấn Cảnh cũng ở Bắc Quan, người này chất phác, thật thà, chẳng thông văn lý. Theo các thiện tín đến núi Dân Hương, muốn đợi ông ta đến đây sẽ bảo ông ta đem về. Ai ngờ năm nay ông ta chưa tới, về sau do nhiều người cần sách nên phải gửi đi hết. Đợi cho nhà in giao sách sẽ đem gửi cùng với những sách do các hạ vui vẻ biếu tặng, khiến cho người trong huyện ấy được gọi ơn lớn không cùng của các hạ. Ngày 18 tháng 4 năm Dân Quốc thứ 6 1917. Lá thư số 51. Thư trả lời cư sĩ Đinh Phước Bảo, thư thứ 3. Ấn Quang thở nhỏ thiếu học vấn, lớn lên vô chi, ăn bám Phô Đà hơn 20 năm, nhất loạt không giao du với hết thầy tăng tục. Nào ngờ các hạ là bậc học rộng, văn chương lớn lao, hoàng dương dạng nói đại giáo, đã rủ lòng ban cho tác phẩm lớn lao, lại còn gọi quan là người có cùng chí hướng nhất trong những người cùng chí hướng, cảm kích hổ thẹn khôn ngần. Quan vừa sanh ra liền bị bệnh mắt, nay đã đến 60 tuổi, suy yếu quá mức. Không chỉ chữ trong tác phẩm lớn lao của các hạ không thể đọc được nhiều, mà ngay cả tạng kinh chữ in to cả tấc cũng chẳng thể xem nhiều được. Do sức ác nghiệp trước kia, biết làm thế nào đây? Trong vòng 1-2 ngày, do ít có chuyện phải bận biều, mở tác phẩm của các hạ ra đọc, thấy những lời chú giải khá hợp sơ cơ, lời nào cũng có căn cứ, câu nào cũng hợp đạo. Chẳng ngờ là trong đời này mà còn thấy người có văn tài như thế. Nhưng trong ấy cũng có những chỗ quan nhìn không ra, muốn được thịnh giáo để trừ nghi chướng. Tiếp đó nghĩ mình chưa minh tâm, người ta có cách nhìn khác. Khi xưa quan đã từng đối với Phật học tùng báo vội vàng khởi lên ý niệm người nước kỹ lo trời sập, đứa bé con khen chiếu. Do vậy dâng lên chương trình gồm 9 điều, mong họ sẽ sửa đổi quy củ đã định, nhằm làm sáng tỏ pháp đạo. Cư sĩ Nhất Thừa bỏ qua không thèm đọc tới, nay dám lập lại sự bài nhục ấy nữa ư? Nay gửi cho ông một bộ Ứng Quang văn sao, mong hãy rủ lòng sửa chữa cho đúng. Bộ văn sao này do ông Từ Quỷ Như ở Hải Diêm, tỉnh Chiết Giang ấn hành biếu tặng. Năm Dân Quốc thứ 2, ông Cao Hạc Niên tới núi đem văn cạo hủ bài của quan đến đất hộ Thượng Hải. Cư sĩ Lê Đoan Phụ cho chép lại 4 bài luận ấy để đăng báo. Cố nhiên ông ta biết quan chẳng muốn được người khác biết tới, bèn dùng biệt danh Thường Tàm để ký dưới những bài đã đăng trong Phật học tùng báo. Từ cư sĩ thấy vậy lầm lẫn bồi phục, hỏi thăm khắp mọi người nhưng tìm không được. Đến khi đã biết những bài luận ấy do chính Ấn Quang viết, liền cậy ông Địch Sở Thanh giới thiệu, muốn trao đổi thư từ trước khi gặp gỡ. Quan viện cớ người hèn đức bạc,
học vấn hời hợt thiển cần, để cố từ chối. Ông ta liền dò hỏi khắp bạn bè, sưu tập được bao nhiêu đó lá thư hữu bài, và sao lại những bài đã đăng trên Phật học tùng báo cho sách chữ đem in. Cuối tháng 3 mùa xuân năm nay, ông Từ cầm theo 30 bản đến núi tham quan, lại còn muốn đem hết những văn cảo hữu bài khác tính biên tập những phần đã được in và chưa được in rồi đem khắc ván. Mấy chục năm qua, nếu không có chuyện gì quan chẳng động đến bút mực, nếu bị ai sai bảo hay bày tỏ nỗi lòng với bạn bè thì bút cùng lời thô, chọn chẳng đáng xem. Ông ta đã lầm lạc tán thưởng, chỉ đành đem lầm lạc đáp tạ lầm lạc, tùy duyên mà thôi. Trong bộ văn sau ấy vẫn có hơn 10 chữ sai lầm, nhưng do bục lực không kham nổi nên chưa thể nêu ra. Bài luận chẳng nên lẫn lộn giữa tông và giáo, bị tòa soạn Phật học tùng báo thêm vào hơn 100 chữ, thoạt mới đọc qua dường như thông suốt hợp lẽ, nhưng nếu chú tâm đọc kỹ chẳng ổn thỏa, thích đáng lắm. Do vậy bèn bảo ông ta sao lục theo đúng nguyên bản. Phổ Đà là chốn môn đình cũng bái, người chuyển tâm nghiên cứu kinh luận ít ỏi. Hơn nữa do quan chọn chẳng dự đoán được chuyện này, chẳng kết giao cùng sĩ đại phu, rất ít người biết đến, không cách nào thúc đẩy lo toan chuyện thù thắng, tức chuyện nghiên cứu kinh luận được. Nhưng một niềm ngu thành trộm dẫn lên các hạ, lưu thông kinh Phật chẳng giống như lưu thông báo chí, tiểu thuyết, vân vân, mà cần phải nghĩ tính đến chuyện về lâu về dài thì mới hữu ích. Đúc bản kẽm tuy thuận tiện, nhưng rốt cuộc khó thể là kế sách lâu dài. Vì trong mực in dùng cho bản kẽm đã bỏ thêm nhiều chất nước thuốc, lâu ngày chữ in sẽ bị phai nhạt, mất nét. Hãy nên in bằng bản gỗ thì mới lưu truyền dài lâu được. Ấn quan gửi thư cho báo Phật học tùng thư chính là vì chuyện này. Những phần được trích lục trong văn sau đã vì bạn bè mà lược bớt mấy đoạn. Ông với quan tuy ở khác nơi mà cùng một tấm lòng, khác nhà mà như tận mặt trò chuyện, đã coi nhau là người cùng chí hướng, chớ nên trách tôi chẳng thuận theo những thứ tán dương khen ngợi này nọ để gây phiền cho nhau. Ngày 18 tháng 6 năm Dân Quốc thứ 6 1917, trân trọng cung kính pháp bảo. Hết tập 4. Kệ tu trì giữ vẹn luân thường, trọn hết bổn phận, ngăn dứt lòng tà, giữ gìn lòng thành. Đừng làm các ác, vâng làm các thiện, kiên giết cứu mạng, ăn chay niệm Phật, hồi hướng vạn sanh thế giới cực lạc, dùng để tự hành, lại còn dạy người, ấy gọi Phật tử. Hành giả hãy nên làm như thế ấy, công đức vô lượng. Niệm Phật mới hồng tiêu túc nghiệp, kiệt thành sẽ tự chuyển phàm tâm. Đạo nghiệp chưa thành, há dám để tâm này tán loạn. Kỳ chết sắp đến, tận lực tạ từ mọi thù tạc. Hãy nên phát nguyện, nguyện vạn sanh, núi khe điệu khách từ nay thôi quyến luyến. Tự mình chẳng về, về liền được, gió chân quê cũ toàn thể hãy tự vâng. Đóng cửa chẳng tiếp ai, xót nghĩ thân này sắp chết. Chuyên tâm tu tịnh nghiệp, thẹn thay đạo nghiệp chưa thành,